Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phúc nha. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật là thành công nha. Đầu tiên mình xin nhắc lại cái quy định mua máy bên mình. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 có trên cái bảng nhỏ nhỏ nha anh em. Đó, số điện thoại thì mình đây rất là rõ ràng ha. Anh em mua máy thì vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel nha. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua để mình biết máy mình ship cho anh em nào hàng nha. Tất cả các máy thì mình có ship code toàn quốc. Đó, anh em cứ nhận máy kiểm tra thoải mái trước khi nhập gửi tiền cho shipper nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền hàng lúc nhận được máy nha. Rồi, không dài dòng nữa ha. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay mình có con Oppo F1 VK đây nè. Con này thì thay vỏ rồi nha. Tưởng cái nhìn còn được. Màn thì nói chung là còn ok, đã nhắc lực cho anh em rồi. F1 VK. Tép lo rồi. Lo ok, lo rất là mượt nha. Con này màn hình 5 inch, RAM 3 16 nha, pin 2500 ha. Còn con xả rỉ cho anh em luôn, anh em nào cần thì lấy về xem YouTube được cũng còn được nha. Đó. Con này xài một sim nha anh em, một sim ha. Oppo F1 VK, RAM 3, bộ nhớ 16. Con này để anh em 790.000, 790k thôi. Kèm sạc gian kính cho anh em luôn. 790 nha, một con duy nhất thôi. Anh em nào cần thì hú mình nha. Tiếp theo là con Vivo i55s. Vivo i55s thay vỏ mới. Đó, màu gold nha anh em. Kính anh em mua thì mình sẽ dán ngược lại cho anh em nha. i55s nha anh em. Mã máy là 1610. Đó. Chức năng Wi-Fi ok nha anh em. Đó. i55s nói chung là máy vỏ sau cũng còn đẹp ha. Con này để anh em giá của nó là 1.500.000 nha. 1050. Màn hình 5 inch 2, RAM 2 16, pin con này là 2730. Giá 1.500.000 ha. Kèm sạc gián kính nha anh em luôn. Nokia 6.1 Plus anh em. Nokia 6.1 Plus ha. Đẹp sao đẹp. Kính đẹp ha. Màn hình 5.8. Con này RAM 464. RAM 464 nha anh em. Và pin là 3060. Pin 3060. Chức năng full nha. Nokia. Thương hiệu đình đám ngày xưa thôi, bây giờ thì cũng xuống rồi nè. Nokia 6.1 Plus RAM 464. Con này để anh em giá của nó là 1650 nha, kèm sạc gian kính nha anh em nha. Nokia 6.1 Plus ngoại hình còn đẹp tầm 97. Một con Xiaomi màu gold. Xiaomi màu gold máy nội địa nha anh em. Con này Redmi Note 3. Màn hình 5.5 nha. RAM 332. Pin 4000, máy đẹp 99 nha. 98 tới 99. Kính có sức nhẹ. Test thử coi. Email. Xài 2 sim nha anh em. Một sim nha, con này xài một sim giống máy 2 rồi. Để mình test thử sơ thử con 12 2 sim Redmi Note 3 2 sim nha anh em. Máy đẹp 99 nha. Kính lông mèo nhẹ 98-99%. Redmi Note 3 RAM 332. Màn hình 5.5 nha anh em. Pin 4000 ha. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1350. Kèm sạc gian kính nha anh em. Một em G5 Rim màu Rose Gold nha anh em. Màu hồng đó. Màn hình 5 inch, RAM 2, 16, pin 2004, máy đẹp 98 thôi nha. 97-98 G5 Rim. Nó là anh em sâu sinh dưới này, G7 Rim đó anh em. 7 Rim xong rồi ra cái tới nó luôn. Cùng thời G5 Rim, RAM 2, 16, con này giá 1.2 nha anh em. Kèm sạc gian kính nha, 1.2. Một con A8 bản hàng
một sim nha anh em, máy riêng nguyên nha, vỏ xe xước xước, kính trước thì có lòng mèo gì nha, đại giá cân lực cho anh em rồi. Con này màn hình 5 inch 6 nha, ram 4, bộ nhớ 32, pin con này là 3000, ram 4 32, pin 3000, Galaxy A8, màn hình đẹp nha anh em, màn riêng vỏ riêng. A8 28. Con này để anh em giá 2350 nha. 2350. Máy không một lỗi nhỏ nha anh em. Đẹp tầm 97 thôi. Kèm sạc gian kính nha anh em luôn. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A37 nha anh em. Máy thay vỏ mới nha. Con này A37. Màn hình 5 inch. RAM 16, pin là 2420. Máy đẹp gan sà beng luôn. Kính mua xì dán cái lực cho anh em luôn, sáng đẹp ha. Màn hình sáng cực sáng đẹp. Wi-Fi các kiểu ok hết ha. RAM 216GB. A37 VKF F RAM 216. Con này để đem giá 1.500.000 nha. 1050 kèm sạc dán cái lực luôn. Một con Ryobi rim màu bạc thay vỏ mới. Thay vỏ màu bạc mới nha anh em. Màn hình 5.5 inch, RAM 332. Pin con này là 3300 nha. Đó. Máy thì keng sà beng luôn. Thay vỏ mới rồi anh em. Kính đẹp nha, đại giá ngân lực. Đa số máy này mua là mình giá ngân lực hết anh em. Ryobi rim. RAM 2, RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình 5.5 inch. Con này giờ thằng dạng máy có rồi nè, không phải là cao cấp gì nữa nha. Kèm sạc dán cường lực cho anh em luôn, giá 1650. 165. Tiếp theo là một con Oppo A Samsung, Samsung A30. Màu xanh nhạt nhạt, máy nguyên zin. RAM 4, bộ nhớ 64 nè, màn hình 6 inch 4. Pin con này 4000 nha. Máy thì vỏ sườn có xuất sắc nhẹ. Đánh giá đẹp tầm 96-97 thôi. Kính thì còn miếng guarantee luôn, nên là keng sà beng, kính 99 luôn nha anh em. Kính 99 ha. A30 nhưng mà con này RAM 464. Đây. Cho anh em coi bộ nhớ máy này. Đó. 64GB nha. Chứ không phải là RAM 332 đâu nha anh em. Con này là 464. Chức năng thì khỏi bàn nha, ok hết ha. A30. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 2.900.000 nha. 2.900.000 kèm sạc gian kính nha anh em, tự nó là RAM 4 chứ không phải RAM 3. iPhone 8 Plus nha anh em, iPhone 8 Plus máy đẹp tầm 99 nha. Con này đánh giá phải đẹp tầm 99 luôn. Sườn vỏ riêng áp. Máy quốc tế riêng áp, con này keng sà beng 98-99. Nhập về luôn và được có con này đẹp nhất. Còn mấy con trời trời kia thì giá nó mềm hơn. Con này chức năng thì khỏi phải bàn, 64GB máy quốc tế full trọn đời. Con này là máy quốc tế rõ ràng luôn. Chức năng là không phải bàn nha anh em, full hết ha. 8 Bluetooth. 64GB máy đẹp keng sà beng như này, ring up. Con này giá ra đi cho anh em là 6.600.000 nha. 6.600.000, pin 84. Máy nguyên ring. Cam kết em ring nguyên máy. Không hề có một con gì mà đụng chạm trong đây hết ha. Chưa đụng chạm một con ốc nào trong đây nha. Máy bao riêng từ A tới Á luôn nha anh em. Đó. Đẹp keng như này. 6.600.000 kèm sạc gian kính nha. Còn con trai thì bán 6162 thôi. Tiếp theo là một con Samsung A30 bản hàng màu xám đen. Con này màn hình 6 inch 4, RAM 332, pin con này là 4000 nha. Máy đẹp tầm 98-99 luôn. Keng như này. Kính khỏi phải bàn luôn, 99 luôn. Máy này là bao đẹp từ A tới Á. Con này là bao đẹp luôn. A30 bản hàng màu đen xám, con này ra đi cho anh em giá 2.700.000 nha. 2.700.000 kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo là một con A7 Plus màu bạc lóc, nhưng mà đã lên quốc tế cho anh em rồi, đã fix lên quốc tế, anh em chỉ việc bỏ sim vô xài, khỏi phải lóc lít gì nữa hết ha. Đừng reset nha anh em. Con này 32GB màu bạc. Đó. Kính có lòng mèo nhẹ, máy full vân tay vân chân đầy đủ, wifi các kiểu ok hết nha, máy sạch sẽ, không có tài khoản thể hiện hết ha, ok luôn, bỏ sim là xài thôi anh em. 32GB full vân tay vân chân. Con này pin hình như pin thay 100% rồi.
còn tất cả đều riêng hết đó, biên thay trăm trăm cho anh em rồi, yên tâm về biên ha. Con này nó đi cho anh em giá của nó là mềm mại luôn nha, 3,6 triệu, 3,6 triệu ha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn, quá bèo. Tiếp theo là con ri 7 pro màu đen, vỏ hơi xấu nha anh em, vỏ hơi xấu ha, màn thay, màn thay ram 332, màn hình 5,5 inch, pin con này là 3,600 nha, ri 7 pro đó. Kính đã dán cái lực cho anh em rồi, mình kèm sạc luôn, kính keng xà beng luôn. Con này ra đi cho anh em giá 1,5 triệu nha, 1,5 triệu ha, kèm sạc dán cái lực cho anh em nha. A6 lút bản hàng anh em, màu xanh xám xám gì đấy, keng xà beng 99%, lấy nguyên zin, nguyên zin 99, chưa hề đụng chạm ha. Con này A6 lút, màn hình 6 inch, ram 432, pin 3,5 triệu, kính keng luôn anh em ha, đánh giá tầm 99 thì anh em biết rồi, không hề có vết xước sát gì nhiều ha, rất là đẹp. Đó, chức năng các kiểu ok, A6 lút nó là Galaxy Ring. Ring con này ra đi cho anh em giá 2,5 triệu nha, 2,5 triệu kèm sạc dán kính cho anh em luôn, quá bèo nhèo. A750 Samsung, máy Việt Nam 2 sim, vỏ sao cắn xước xước, cái kiểu nhâm nhâm do xẹp lưng, sườn tróc bên gian, màn thay, màn thay mới. A750 RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin 3,300, con này ra đi anh em giá 2,4 triệu, bán giá rất rõ ràng cho anh em nha, 2,4 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha, RAM 4 64, giá 2,4 triệu thôi. Tiếp theo là con Vivo i20s, máy đẹp tầm 98 99, màn hình 6.51, RAM 6 bộ nhớ 128, pin 5,000 đó, máy rất thon gọn nha, pin 5,000 luôn nha anh em, cực trâu ha. Màn hình kính đẹp tầm 99 nha, i20s nha, RAM 6 bộ nhớ 128, màn sáng đẹp nguyên zin, chức năng thì phổ phải bàn nha, ok từ A tới A luôn nha, không có một cái gì là ám ối trong này hết ha. Con này ra đi anh em giá 3,5 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha, 3,5 triệu Vivo i20s. Tiếp theo là con A92 Oppo, máy đẹp keng tầm 98 99, RAM 8 bộ nhớ 128, pin con này là 5,000, màn hình 6,5 inch ha, máy đẹp 98 99, kính không hề vỡ trời nha, còn bên gian còn miếng dán guarantee nha. Đó, chức năng full A92, RAM 8 bộ nhớ 128, con này ra đi cho anh em giá 4,4 triệu, 4,4 triệu kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ trước khi máy nha anh em. Đó, máy đẹp tầm 98 99. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây, chào cả nhà nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em, hẹn gặp lại clip ngày mai.